Trở lại với kênh Vua Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến cả nhà nha. Chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp làm chủ đề đi lấy mật ong gừng cả nhà ơi. Thì Điệp nhận một cuộc điện thoại là của cô dì chú bác anh chị có xem clip của Điệp á. Thì điện thoại cho Điệp đến lấy tổ ong. Thì Điệp thấy mấy ngày nay nắng nắng rồi, giá cho đến đó lấy tổ ong có mặt đi cả nhà ơi. Đó, nhiều thì chủ nhà cũng cho, như Điệp nhiều thì cho, còn ít thì Điệp không có lấy mặt. Còn mà Điệp mong sao là chủ nhà lấy xong rồi chủ nhà cảm ơn Điệp một tiếng thôi, đặng mà lên trên kênh đó, đặng mà cho nó dễ chịu một tí xíu. Chứ Điệp lấy cũng nhiều chỗ mà có cái nhầm cô dì chú bác anh chị cảm ơn thì Điệp thành thật cảm ơn rất nhiều, còn sợ là không cảm ơn thì Điệp hơi buồn thôi. Đó, thì hôm nay thì Điệp nói chung là Điệp tâm sự cả nhà chút xíu là hiện giờ Điệp chưa đi đặt chấm lương được. Là lý do cho nước nổi tới này Điệp mới có đi đặt, tại vì Điệp thấy trời nắng nắng nè, tí lấy mặt về cũng tiêu thụ xài đó, rồi cho anh chị em, rồi nhiều thì bán đó. Mà Điệp đi lấy nói chung cũng ít có thành quả lắm, đa số là cô dì chú bác anh chị nào có lòng cho Điệp nhiêu thì cho thôi đó, Điệp không có đòi hỏi gì hết. Còn con số cô dì chú bác không cho thì Điệp cũng chẳng chịu, nhưng mà con tiếng cảm ơn là Điệp mát ruột lắm đó. Thì cũng đồng hành với Điệp là cũng một cái chiếc xe đây, thì cũng một chiếc xe với giỏ sách đồ cả nhà ơi. Nón nè, thường Điệp đặt cái máy quay ở trên cái nón bảo hiểm nha đó, nón bảo hộ quá đó. Cùng đồng hành với Điệp là cũng một cái giỏ điện thoại, nói chung là cái chiếc giỏ này nó cũng te tua như tàu lá lúa nè, nhà thấy ghê không, cháy ớn ăn chè đậu luôn á, nhưng cà nước đá cả nhà ơi. Đó thì với Điệp thủ theo một cái chai cồn nè, đó Điệp thủ đi theo một chai cồn đó. Thì giờ hôm nay Điệp mời cả nhà mình cùng trải nghiệm nha. Thì cho Điệp giới thiệu sơ về xong sản phẩm mà Điệp nghe cả nhà. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà mua mà chấm lương bên Điệp á, thì Điệp cũng nói là Điệp ship là từ 10 ống đồ đổ lên nha. Thì ống như vậy bên Điệp bán với giá là 50.000 đồng, Điệp ship từ 10 ống đồ đổ lên. Thì Điệp ship ở ngoài tỉnh thành của Điệp là khoảng 50-60.000, tùy theo cái tỉnh xa hơn và cái ấp cái xã xa hơn là khoảng 60-70.000 đó. Thì tiền ship thì bên Điệp không có bao, thì cô dì chú bác anh chị chịu nha. Đó thì nếu mà có nhu cầu mua chúng mình Điệp đam mê á, thì nói chung tiền ship 50-60.000 cũng đâu thành nó gì đâu cả nhà. Phải thời đặt chín con lương nhì hay là con lương nhất gì là tiền ship đủ rồi, tại vì Điệp ship chúm lương nhiều á nên Điệp không có bao ship được, mong cả nhà thông cảm cho Điệp đó. Với một số cô dì chú bác anh chị á, nhiều khi có một số gửi tin nhắn lâu quá mà tại vì trong lúc mùa dịch á rồi Điệp không có gửi hàng được, rồi cô dì chú bác anh chị em nào mà có mà nhu cầu mua lại á, thì hãy điện thoại lại, liên lạc lại hay là nhắn tin lại, để tên số điện thoại và nơi địa chỉ của cô chú anh chị ở, rồi số lượng chấm lương mã chăng gì đó gửi qua tin nhắn số điện thoại của Điệp là 0908 765 334 nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm với Điệp á, đi hốt tổ ong nha. Điệp trông và lại cho nó có mặt đi cả nhà ơi. Đó rồi lên đường thôi cả nhà ơi. À, anh em ơi, thì Điệp cũng mới chạy xe đi xuống tới nè. Thì Điệp cũng xin gửi lời thân thương chào đến cả nhà nha. Chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp làm chủ đề đi săn ong cả nhà ơi. Thì hôm nay Điệp đến đây Điệp lấy tổ ong giùm cho bà cô với anh trai ở đây. Đồ nghề của Điệp để ở đây.
Đó, Điệp cũng làm xong một cây đuốc nha. Giờ Điệp là lại đó, Điệp quay review tổ ong cho anh em xem ha. Nói chung là tổ ong này nó lớn nha anh em. Con chó nó gặp Điệp nó sủa, nó thấy gì đâu mà chùm đầu bất thù hết trơn. Nó nhìn nó ớn quá. Hết biết tổ ong luôn rồi anh em ơi. Tổ ong này chung là anh Minh anh cũng lấy 2-3 lần này nè, mà Điệp thấy nó cũng bự lắm nè. Tổ ong khủng thiệt anh em ơi. Công nhận tổ ong này mà nó đúng vào cái tháng mà cái mùa nắng anh em. Mùa tháng 11 cái một cái là tổ ong này cứng kim luôn. Mặt á, mặt nó vô á. Tổ ong hết hồn luôn rồi luôn anh em ơi, bự. Nó lạnh thiệt chứ. Hết biết không? Rồi giờ đầu nói chung là cây xài nè. Kế một bên anh em. Ông đóng sát mặt đất chừng 2 mét gì. Đây lên tới cái chắn ba chừng mét lên đó chừng khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi 3 mét là tới tổ ông rồi. Mà tổ ông lớn thiệt chứ. Tổ ông này đẹp trong cho nó có mặt đi, tại vì cho trong cho nó bay ra, nó bay vô mà bay yếu quá. Giá cho chám dồi đi. Bắt biết tổ ông thế nè. Tổ ông này mà chỗ nó đã trời ơi. Nhìn cái anh em ơi, nhìn cái tổ ông cái nhìn thấy nó mắc mê luôn, đi luôn ạ. Hết biết tổ ông lớn thiệt chứ. Cũng thiệt chứ. Con này nó dài, nói chung là khoảng 2 mét có à ta. 2 mét là có nó anh em, khoảng 1m8 đến 2 mét á. Thôi giờ Điệp lên Điệp hốt anh em ơi. Điệp cũng thành thật cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã bỏ thời gian quý báu và xem clip nha. Điệp thành thật cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Điệp cũng mới quán cái gọi xong. Đã thiệt chứ. Ở miền Tây mà kiếm tổ ong mà nó bự như vậy. Đầu ra có tổ ong gần nhà của cô chú ở đây dưỡng á. Ôi tổ ong này nó thiệt, mà đứng ở dưới mà quay mà cũng giáp cái màn hình luôn. Ui dở quá dở rồi. Tổ ong này nó dữ rồi. Tổ chát đẹp hả anh em ơi. Tổ ong đi lao rồi. Lên thôi. Đi ta. Trời ơi kìa, mặt đã nè, trắng voi nè. Sướng trời. Để đi review cái cho anh em xem nha. Quá gì mà anh em ơi. Tháng mưa. Mà trời con ông nó quýnh cái máy cam. Nọc không. Quá biết luôn rồi anh em ơi. Còn mà chám voi đã thiệt chứ. Quá im. Ây da, Điệp leo lên cái mới được. Đây Điệp quay cho anh em xem cái nha. Sổn lớn nè anh em à, biết không. Bự á.
hết tiết bự luôn rồi, còn lớn thiệt chứ. Quá trời luôn, độ lớn bự, em thấy bự hết tiết không? Quá gì mà anh em ơi, chán rồi. Nói chung là tổ ong mà chấm vôi gì đây là có nước à. Ở nhà mình có tổ ong mình dưỡng mới được như gì đó, nó đó anh em. Chứ giờ mà đi bắt ở ngoài vườn mà kiếm tổ gì cái bộ chằng ai nha. Không, nói chung là không có đi luôn á. Rồi Điệp lấy mặt anh em ơi, quá trời ong nó bút chở vô rồi. Ê, quá trời im. Anh em ơi để Điệp xử lý cái đuốc để lại cái được, quá quýnh luôn. Cái đuốc nó hết trái rồi. Điệp đi qua đây nè. Điệp đi qua đây Điệp mới lấy được. Tắt quẹo luôn. Lên cây rồi. Quá gì mà anh em ơi. Em xài này chắc không biết nữa. Con này nó hiện cái xuống sông rồi. Chung là cũng ngon. Anh em chúc mừng cho Đẹp nha. Chúc mừng cho Đẹp là lý do là Đẹp được tẩu ngon gì nè, Đẹp đăng đi lên kênh nha. Chứ mặt ông là Đẹp thua nha. Tẩu này nó không có ấy luôn. Anh em chỗ mặt không à anh em ơi. Mặt anh em ơi. Mặt. Rồi cái này là Điệp cắt cho chủ nhà nha anh em. Điệp chỉnh cái tổ ong cái nha. Để đi, hồi Điệp xử lý nó. Cái bên này đi anh em ơi. Mặt nó nhiễu kìa. Quá im. Mặt này bộn ạ, nhiều lắm ạ anh em. Mặt này nhiều lắm. Quá chảy rồi. Quá im thiệt chứ. Hết biết cô mặt này mấy lít luôn anh em ơi. Mặt nước không mà quá im luôn. Mặt này tầm giá hơn 2 lít mặt cái gì chứ, nặng lắm anh em. Bị gãy từ giá 1 lít mấy cho đến 2 lít mặt. Mặt chấm vôi mà nó không có được vàng ta, nó trắng. Còn để đây mình để cho nó ăn đi anh em. Cho nó ăn, cho nó nuôi nhộng đi. Cho con số con này. Gỡ ra. Gỡ ra cho nó làm mặt. Mùa nắng á. Nó bơm lại. Chứ cái này đáng lý là Điệp tính cạo mà. Thôi Điệp không cạo nè. Thì cho nó ăn lại đi. Có gì mà. Mà thấy nó lạnh đã thiệt chứ. Giá trời cho giá chân hồi chủ nhà một tiếng cảm ơn đi anh em ơi. Nghe anh em. Một tiếng cảm ơn là Điệp mát buộc lắm ạ. Rồi về xuống. Con cục mặt ong bự luôn lộn mẹ ơi. Chấm vô luôn. Đã thiệt chứ. Con cây xài cũng thấp anh em.
Ui da, vô nhà cái. Quá vậy cô ơi. 2 lít mặt đó. 2 lít mặt. Ừ. Nhiều lắm. Vậy bán cho anh nãy ở có cái căng luôn nè anh em. Thường thường mặt này là căng là một ký để con căng là con biết à, thường là của nè, cô cầm đi. Để cái điện thoại xuống cô cần cầm mà cô để lên pha từ dạ để quay tôi vô nha. Dạ rồi. Đây. Qua 3 kg, vậy là nếu mà 3 kg 2 á thì nó tại cái căn là căn bự, 3 kg đúng luôn nè anh em. Thường là 3 kg 2 á là của nó là nó 2 lít mặt ong. Cái này khoảng 1 lít 8, rõ ràng Điệp nói chính xác. Thường á là Điệp căng 1 kg 6. 6 12 là 3 kg 2. Dạ. Để nó con ong khói. Chạy vô. Không chạy. Dạ. Nó thường thường mặt này là mặt nước là 3 kg 2 đó anh em. Đó, mà cái này là ba. Dạ không sao đâu cô, 3 kg. Quá im. Rồi, nói chung là ta thành quả như gì đây là được bắt cho bà cô. Rồi, chắc kiểu này đã chơi chắc không có cảm ơn rồi cả nhà ơi. Rồi. Để Điệp lấy bọc cho bà cô thêm cái nữa. Có khói rồi cô lấy cái thao á. Cái thao cô bỏ mặt đi vô đi. Dạ cô. Thao đặt ơi. Quá trời im anh em ơi. Thời buổi này hôm nay có mấy cái tổ ong mà dưỡng đó nó đó nè. Mặt nước đã thiệt chứ. Đầy ống luôn. Chấm vô. Ước gì ngày Điệp đi săn mà được con cục ba lớn thì là thấy ấm lòng chiến sĩ rồi đó, là thấy có tiền mua tả sữa thùng gì cho mấy tụi nhỏ rồi. Im thiệt chứ, im không ạ anh em, quá im. Thôi giờ Điệp quay thành quả. Dạ hả, còn em đang chỉnh mà rồi đó. Đừng quay mặt em vô được rồi. Thôi dạ. Chết luôn anh em ơi. Không có tiếng cảm ơn luôn rồi trời. Thôi Điệp xin gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị em á, từ mọi miền đất nước á, có buổi tối xem clip của Điệp luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc yêu thương nha. Ôi, quý mến Điệp hãy để cho Điệp xin một like anh em. Anh em cảm ơn giùm chủ nhà đi. Kỳ quá. Thôi Điệp bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.